cô gái bị tạt xăng đốt giữa đường vào mùng 5 Tết, bất ngờ danh tính kẻ ra tay. Cán bộ thu giữ cân hải sản gian lận hàng chài mũi né bị chặn đường hành hung. Va chạm với xe khách, cán bộ công an đi xe máy tử vong. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube Báo Sức Khỏe và Đời Sống. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình, bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu bản tin sẽ là thông tin liên quan tới vụ cô gái nghi bị tạt xăng đốt ngay giữa đường vào ngày 26 tháng 1, tức ngày mùng 5 Tết, gây xôn xao dư luận. Theo thông tin chính thức, vụ giải quyết mâu thuẫn tình cảm bằng xăng khiến cho cô gái bốc cháy ngay trên đường. Cơ quan chức năng ban đầu xác định được những người liên quan và đã triệu tập để lấy lời khai. Ngày 30 tháng 1, Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Duy Xuyên đã có thông tin chính thức vụ việc đánh ghen xảy ra ngày 26 tháng 1 khiến một người bỏng nặng. Qua điều tra, cảnh sát xác định do ghen tuông, Nguyễn Thị Diễm Phượng, 23 tuổi, cùng mẹ chồng là Đặng Thị Thống Nhất, 44 tuổi, cùng ở xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn, tìm kiếm DTMD, 28 tuổi, ở phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng để đánh ghen. Phượng cho rằng Đê có quan hệ tình cảm với chồng mình là NVH, 24 tuổi, ở xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn. Khoảng 8 giờ 15 ngày 26 tháng 1, Phượng và bà Nhất phát hiện H đang cõng Đê trên lưng, đi ra đoạn đường Trường Chí Cương từ quán karaoke Quang Vinh thuộc khối phố Mỹ Hòa, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên nên tiến đến đánh ghen. Tại đây, Phượng đã dùng xăng chứa trong chai nước loại 1,5 lít tưới vào người Đê, rồi dùng bật lửa đốt. Sự việc xảy ra nhanh, nhiều người dân phát hiện đã đến dập lửa. Khoảng 20 giây sau, lửa được dập tắt. Nạn nhân Đê bị thương tích bỏng nặng, nên được một số người tại hiện trường đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Bình An, thị trấn Nam Phước, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng. Ngoài ra, sau khi tưới xăng đốt Đê, thì Phượng cùng chồng là anh Hát cũng bị phỏng ở mức độ nhẹ hơn do xăng cháy lan. Sau khi gây ra vụ việc, Nhất và bà Phượng bị công an bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, nghi phạm khai xăng và bật lửa đã được bà Phượng chuẩn bị từ trước. Thời gian gần đây liên tục xảy ra những vụ án mạng có nguyên nhân do mâu thuẫn tình cảm khiến dư luận xôn xao, lo ngại. Sự việc này một lần nữa là lời cảnh tỉnh đối với người dân cần phát hiện, ngăn chặn những hành vi nóng nảy, mất bình tĩnh, sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn. Đồng thời cần phải đổi mới phương pháp giáo dục, đề cao giáo dục đạo đức, xây dựng những chuẩn mực đạo đức xã hội để con người giàu lòng nhân ái, biết yêu thương đồng loại, biết sẻ chia, hy sinh và giảm bớt cái tôi ích kỷ cá nhân để dẫn đến những sự việc đáng tiếc xảy ra. Sau kỳ nghỉ Tết Quý Mão, mạng xã hội xuất hiện một clip được đăng tải lên TikTok nhằm cảnh báo tình trạng bán hải sản dùng cân không chuẩn tại chợ làng chài Mũi Né, phường Mũi Né, Phan Thiết, Bình Thuận. Sau khi xác minh thông tin và thu giữ cân có dấu hiệu gian lận, một số cán bộ của phường tham gia trong đoàn kiểm tra cân gian lận ở chợ hải sản làng chài Mũi Né bị tiểu thương chặn đường hành hung. Cụ thể, sáng ngày 29 tháng 1, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận đã đến khu vực làng chài Mũi Né kiểm tra những chiếc cân của một người bán hải sản tên M. Qua kiểm tra, đối chứng, đội công tác phát hiện trong số này chỉ có một cân đúng, những cân còn lại không đúng số kg theo quy định. Sau khi đoàn kiểm tra của Ủy ban Nhân dân phường Mũi Né lập biên bản thu giữ 6 chiếc cân có dấu hiệu gian lận, đến chiều cùng ngày, chị T, cán bộ phường tham gia trong đoàn kiểm tra đang lưu thông ngang qua khu vực này đã bị một nữ tiểu thương chặn xe máy, dùng tay đánh lên nón bảo hiểm chị T. Sau khi xảy ra sự việc, chị T có trình báo và công an phường Mũi Né đã mời người thượng cẳng chân, hạ cẳng tay chị T lên làm rõ, nhưng người này đã rời khỏi nơi cư trú. Trước đó, ngày 28 tháng 1, trên mạng xã hội xuất hiện clip của một du khách phản ánh một tiểu thương tại chợ hải sản làng chài Mũi Né dùng 2 chiếc cân, một chiếc cân đúng trọng lượng và một chiếc cân gian lận. Để chứng minh cho việc buôn bán gian lận này, người quay clip đã dùng 3 lon bia để cân đối chứng 2 chiếc cân và một chiếc cân đồng hồ chỉ 1kg và chiếc thứ hai lại nhảy lên số 1,4kg. Clip này sau đó nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội với hàng chục ngàn lượt chia sẻ, bình luận bức xúc về hành vi xấu xí này. Ngày 29 tháng 1, Ủy ban Nhân dân phường Mũi Né lập đoàn kiểm tra, lập biên bản thu giữ 2 cân đồng hồ có dấu hiệu gian lận của một tiểu thương và thu giữ 4 chiếc cân đồng hồ khác có dấu hiệu gian lận giấu ở các nơi bán hải sản tại khu vực này. Sau đó thì xảy ra sự việc chặn xe, hành hung chị T, cán bộ tham gia trong đoàn kiểm tra.
Người phụ nữ chặn xe được xác định là tiểu thương bị thu giữ cân gian lận vào sáng cùng ngày. Đây không phải là lần đầu tiên hành vi dùng cân gian lận buôn bán xấu xí diễn ra ở khu vực chợ hải sản Làng Chài Mũi Né. Trước đó, trên các nhóm trang Facebook review về du lịch Mũi Né thường xuất hiện các bài đăng của du khách phản ánh về tình trạng cân thiếu hải sản ở chợ Làng Chài Mũi Né, đặc biệt là vào các dịp nghỉ lễ Tết. Vào tháng 1 năm 2021, từ phản ánh của du khách về hành vi bán hải sản cân thiếu ký tại khu vực này, Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết đã thành lập đoàn kiểm tra. Thời điểm trên, qua kiểm tra 19 chiếc cân của 15 hộ kinh doanh buôn bán làng hải sản tại khu vực Làng Chài Mũi Né, đã phát hiện 13 chiếc cân sai lệch số ký thực. Trong đó, một số cân có sai số từ 0,3 đến 0,5 kg cho 1 kg thực. Đáng lưu ý, có một chiếc cân sau khi được cân đối chứng bằng quả cân của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận thì phát hiện sai số đến 0,7 kg cho mỗi ký. Sau khi kiểm tra, đoàn liên ngành đã lập biên bản những trường hợp vi phạm cho ký cam kết, đồng thời thu giữ 6 chiếc cân sai lệch lớn. Sau đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết giao cho Ủy ban Nhân dân phường Mũi Né cắm bảng cảnh báo cho du khách biết, cung cấp đường dây nóng, số điện thoại cho du khách phản ánh kịp thời các dấu hiệu gian lận buôn bán. Chính quyền địa phương cũng lập một điểm cân đối chứng tại khu vực trên để du khách có thể kiểm tra lại số ký nếu muốn. Tuy nhiên sau đó, đến dịp lễ 30 tháng 4 năm 2022, tình trạng cân thiếu vẫn xảy ra và du khách tiếp tục phản ánh và Ủy ban Nhân dân phường Mũi Né đã ra quyết định xử phạt tiền người mua bán gian lận, nhưng việc mua bán gian dối, xấu xí ở khu vực này lại tiếp tục diễn ra. Vụ việc nữ tiểu thương bị thu giữ cân gian lận có hành vi chặn xe, hành hung cán bộ kiểm tra đang được công an làm rõ. Hy vọng chính quyền cần có biện pháp mạnh tay, chấm dứt ngay tình trạng mua bán gian lận, xấu xí ở chợ hải sản Làng Chài Mũi Né để không gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh du lịch Bình Thuận thân thiện, nghĩa tình. Thưa quý vị, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, liên tiếp xảy ra những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Vừa mới đây, trên địa bàn tỉnh Nghệ An, một vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe máy đã khiến cho một cán bộ công an trại giam tử vong. Sáng ngày 30 tháng 1, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong. Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn trên xảy ra vào chiều ngày 29 tháng 1. Lúc này, xe máy mang biển kiểm soát 37D1-790XX lưu thông trên quốc lộ 46 theo hướng Cầu Rộ, Thanh Thủy. Khi xe đi đến đoạn qua thôn Thanh Tiến, xã Võ Liệt thì xảy ra va chạm với xe khách di chuyển ngược chiều. Vụ tai nạn khiến anh PVT, sinh năm 1985, trú ở Hiến Sơn, Đô Lương, Nghệ An, là cán bộ công an trại giam số 6, đóng ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, đi xe máy tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng nặng. Sau khi xảy ra tai nạn, xe khách đã rời khỏi hiện trường. Cơ quan chức năng đã trích xuất camera và tìm được ô tô gây tai nạn. Được biết, chủ xe khách là người trú ở Đô Lương và tài xế lái xe khách người ở Yên Thành. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đã được các cơ quan chức năng làm rõ. Những vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra là điều không ai mong muốn, nhưng cũng là bài học đắt giá để các tài xế cần chú ý quan sát, đi đúng làn đường, tuân thủ mọi quy định khi tham gia giao thông, đảm bảo sức khỏe nhất trước khi bắt đầu hành trình để hạn chế những vụ việc đáng tiếc xảy ra. Những ngày qua, rất nhiều cửa hàng xăng dầu trên cả nước treo biển nghỉ Tết không bán hàng. Điển hình như tại cửa hàng xăng dầu Hương Phát thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Giang Petro ở xã Lê Lợi, huyện An Dương. Trong ngày 25 tháng 1, tức ngày mùng 4 Tết Quý Mão, mặc dù kéo rào chắn đóng cửa không bán, nhưng lại không lý do. Trước việc nhiều cửa hàng xăng dầu đóng cửa không bán hàng, Tổng cục Quản lý Thị trường yêu cầu khắc phục ngay tình trạng này, đồng thời phạt 15 triệu đồng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Giang Petro vì ngừng bán hàng nhưng không thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định. Sáng ngày 30 tháng 1, Cục Quản lý Thị trường Hải Phòng cho biết, Đội Quản lý Thị trường số 6, Cục Quản lý Thị trường Hải Phòng đã lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định xử phạt 15 triệu đồng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Giang Petro vì ngừng bán hàng nhưng không thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định. Trước đó, ngày 25 tháng 1, mùng 4 Tết, Đội Quản lý Thị trường số 3, Cục Quản lý Thị trường Hải Phòng phối hợp tổ công tác thuộc Tổng cục Quản lý Thị trường kiểm tra, phát hiện cửa hàng xăng dầu Hương Phát thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Giang Petro ở xã Lê Lợi, huyện An Dương đóng cửa, treo biển hết hàng, không bán xăng dầu. Cửa hàng này ngừng bán hàng nhưng không thông báo cho Sở Công Thương theo thẩm quyền,
đã vi phạm quy định tại Điều 35, Nghị định 99 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí. Cùng ngày, Đội Quản lý Thị trường số 6, Cục Quản lý Thị trường Hải Phòng cũng kiểm tra, phát hiện cửa hàng bán lẻ xăng dầu Hưng Phát 2, địa chỉ xã Hưng Nhân, huyện Vĩnh Bảo, tạm dừng bán xăng dầu. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận, xăng dầu trong bồn chứa tại cửa hàng còn ít, không đủ bơm lên các cột. Cơ quan quản lý đã yêu cầu cửa hàng này khẩn trương khắc phục tình trạng hết xăng dầu. Những ngày qua, tổ công tác giám sát tình hình cung ứng xăng dầu trên địa bàn các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hà Nam, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng cũng phát hiện một số cửa hàng xăng dầu ngừng bán hàng mà không có lý do. Theo đó, trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 11 giờ 45 phút ngày 25 tháng 1, cửa hàng xăng dầu số 1 Vực Vòng thuộc công ty trách nhiệm hạn Chiến Dưỡng, tổ dân phố Vực Vòng, phường Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam đóng cửa không bán hàng, không chấp hành thời gian bán hàng theo đăng ký. Đội quản lý thị trường số 2 đã lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định xử phạt 15 triệu đồng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Chiến Dưỡng về hành vi giảm thời gian bán hàng so với thời gian niêm yết mà không có lý do chính đáng. Còn tại Bình Phước, Đội quản lý thị trường số 1 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước đã lập biên bản vi phạm, ra quyết định xử phạt cửa hàng xăng dầu Ngọc Phương Nam thuộc chi nhánh công ty cổ phần dầu khí Ngọc Phương Nam, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước do ngừng bán hàng khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận. Hành vi vi phạm của cơ sở này đã bị Đội quản lý thị trường số 1 lập biên bản, xử phạt hành chính. Những ngày Tết vừa qua, trên toàn quốc có khoảng 100 cây xăng đóng cửa ngừng bán hàng. Trong đó, ở khu vực phía Nam có khoảng 80 cửa hàng hết xăng, dầu hoặc thiếu xăng, thiếu dầu trong vài tiếng đồng hồ và một số ít cửa hàng bán lẻ đóng cửa, nghỉ bán Tết do thiếu nhân viên. Phó Tổng Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường, ông Hoàng Ánh Dương cho biết, trong thời gian nghỉ Tết, Tổng Cục đã chỉ đạo Cục Quản lý Thị trường các tỉnh, thành phố tiến hành trực 24/24 nhằm giám sát, kiểm tra, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu. Mới đây, hình ảnh một đám cháy cùng lửa lớn bốc lên ở khu vực phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã được chia sẻ lên mạng xã hội khiến cho nhiều người dân hoang mang. Đáng chú ý, đám cháy lớn xảy ra gần một cơ quan nhà nước, lại ngay sau thời điểm lực lượng chức năng vừa xuyên đêm dập tắt đám cháy tại phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội ở gần đó, khiến cho vụ việc được quan tâm. Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, đám cháy xảy ra tại 56 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, tại khu đất trống giáp danh phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân. Đám cháy xuất phát từ việc người dân đốt rác. Do vị trí nằm sát một cơ quan nhà nước nên có nhiều thông tin thất thiệt. Nhận được tin báo, công an quận Nam Từ Liêm đã nhanh chóng điều một xe cứu hỏa tới hiện trường xử lý vụ việc. Đám cháy không gây thiệt hại đáng kể. Qua vụ việc trên, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an quận Nam Từ Liêm khuyến cáo tổ chức và cá nhân không đốt rác bừa bãi, không tận dụng củi khô, vật dễ cháy, đốt lửa tại các bãi trống, đặc biệt trong thời tiết hanh khô, ngọn lửa bùng phát nhanh, tạo nên đám cháy lớn khiến dư luận hoang mang. Thời gian vừa qua, từ những vụ việc đốt rác gây khói và lửa lớn bao trùm trên đại lộ Thăng Long và các khu bãi đất trống, điểm tập kết rác trên địa bàn quận khiến lực lượng phòng cháy chữa cháy phải xuất xe và điều động cán bộ, chiến sĩ đến giải quyết sự cố. Cuối bản tin sẽ là tin tức về tình hình thời tiết. Thưa quý vị, liên tiếp nhiều ngày qua, thời tiết ở thành phố Hồ Chí Minh được nhiều người nhận xét là giống như ở Đà Lạt, khi trời se lạnh về đêm và sáng, buổi trưa chiều cũng mát mẻ, trời âm u, ít nắng, nhiệt độ giảm còn từ 19 đến 23 độ, khiến cho người dân phải mặc thêm áo ấm, quàng khăn khi ra đường. Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất đo được tại thành phố Hồ Chí Minh vào khoảng 22 độ C. Nguyên nhân khiến thời tiết thành phố Hồ Chí Minh se lạnh về đêm và sáng sớm là do tác động bởi áp cao lạnh lục địa. Hiện nay, áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu và di chuyển ra phía đông. Khoảng ngày mùng 2 tháng 2 và ngày mùng 7 tháng 2 được tăng cường, cường độ yếu trở lại. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Bắc Trung Bộ, hoạt động ổn định. Từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 2 tháng 2, di chuyển ra phía đông và suy yếu. Nhiễu động gió đông trên cao, gây mưa, hoạt động và ảnh hưởng đến khu vực thành phố Hồ Chí Minh trong các ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 2. Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ dự báo từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 8 tháng 2, nhiệt độ thấp nhất ở thành phố Hồ Chí Minh đạt mức 24 đến 26 độ C, cao nhất từ 33 đến 34 độ C. Trừ các ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 2 có mưa rào và dông về chiều tối và đêm, những ngày còn lại trong tuần đều có thời tiết ổn định và thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời.
Trong khi đó, thời tiết miền Bắc duy trì nhiều nắng, rét khô trong các ngày 30 đến 31 tháng 1. Sau đó khu vực bước vào giai đoạn tăng nhiệt, mưa phùn và nồm ẩm. Mưa dông kéo dài tại Hà Nội và khu vực lân cận liên tục các ngày mùng 2 đến mùng 6 tháng 2. Nền nhiệt tăng nhanh khiến nhiệt độ giữa ngày và đêm có sự chênh lệch không lớn, dao động 17 đến 23 độ C. Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.